Chào các em học sinh. Ngày hôm nay chúng ta cùng ôn nội dung kiểm tra cuối kỳ 2 môn giáo dục thể chất. Khối 7. Nội dung thi là chạy cự ly trung bình. Yêu cầu của bài kiểm tra chúng ta có những yêu cầu sau. Thứ nhất là kiểm tra một lần 4 học sinh. Thứ hai, mỗi học sinh thực hiện chạy 3 vòng quanh sân trường. Thứ ba, thời gian. Nam, dưới 1 phút 30 giây. Nữ, dưới 2 phút. Cách xếp loại bài kiểm tra. Các em xem trên màn hình. Khi bước vào vận động các em hãy khởi động nhé. Khởi động chung, chạy chậm tại chỗ, xoay các khớp và căng cơ. Mỗi động tác thực hiện 2 lần x8 nhịp theo nhịp đếm hoặc 10 đến 15 giây. Khởi động chuyên môn, thực hiện, chạy đá lăng trước, chạy bước ngang, chạy bước chéo, chạy tăng tốc độ cự ly 10 đến 20 mét. Mỗi động tác lặp lại 2-3 lần. Chúng ta cùng ôn lại. Thứ nhất, phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình. Chạy cự ly trung bình có quãng đường chạy tương đối dài và gây nên mệt mỏi có thể xuất hiện hiện tượng cực điểm. Do đó, người chạy cần phối hợp các giai đoạn một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Chú trọng đến nhịp điệu chạy và nhịp điệu thở để cung cấp đủ oxygen cho cơ thể. Khi xuất hiện hiện tượng cực điểm cần bình tĩnh chủ động giảm tốc độ chạy và kết hợp với hít thở sâu để nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Để nâng cao thành tích cần thường xuyên tập luyện lặp lại các bài tập kỹ thuật và bài tập thể lực. Thứ hai, cùng ôn lại một số điều luật cơ bản trong chạy cự ly trung bình. Các nội dung thi đấu chạy cự ly trung bình 800m và 1500m đều được tiến hành trong sân vận động. Ở cự ly 800m, vận động viên phải chạy theo ô riêng cho tới vạch cho phép chạy vào đường chung. Vận động viên tự ý rồi đường chạy sẽ không được phép tiếp tục thi đấu. Vạch xuất phát của cự ly 1500m là một đường cong liên tục có bề rộng là 5cm và nằm ở sau đường vòng đầu tiên của sân vận động. Các em tự tập luyện tại nhà, chú ý phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình để đạt kết quả tốt nhất. Nắm vững một số điều luật cơ bản. Chúc các em thi thật tốt và đạt kết quả như mong muốn.